Trước thêm World 2024, Gam cũng được nhận định là có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi bảng đấu của họ có những đối thủ khó đoán, gồm 100 Thieves và Movistar Rainbow Seven. Thế nhưng, màn ra quân hoàn hảo của Gam trước Fukuoka khiến khán giả Việt Nam có thêm niềm tin, đặc biệt sự tin tưởng càng lớn khi Rainbow Seven đánh bại 100 Thieves để giúp Gam tránh được đại diện Bắc Mỹ ở trận đấu quyết định của vòng khởi động. Không có lỡ cơ hội, Gam thi đấu tập trung và áp đảo hoàn toàn Rainbow Seven với chiến thắng gọn gàng 2-0. Gam trở thành đội thứ hai của vòng khởi động và là đội VCS đầu tiên bước vào thách thức Thụy Sĩ. Đặc biệt hơn, Gam là đội tuyển duy nhất toàn thắng ở cả hai trận BO3 của vòng khởi động trước khi giành suất vào vòng Swiss. Đây có thể nói là một sự tiến bộ vượt bậc của nhà đương kim vô địch Việt Nam. Bước vào ván đầu tiên, Gam bên Sun lựa chọn đội hình nhiều sát thương với chủ lực Rumble, Yon, Miss Fortune. Trong khi đó, R7 chọn bộ đôi tấn công mạnh là Wukong, Syncra. R7 là đội dẫn trước về điểm hạ gục nhưng Gam mới là đội giành được trụ đầu với áp lực đường dưới. Sau đó Gam liên tục giành được trụ ngoài của R7 và nâng chênh lệch thành 3.000 tiền. Phút 23, tận dụng ưu thế tầm nhìn, Gam giành được Baron thành công. Với vụ lợi này, Gam đẩy vào đường của R7, chính thức tạo chênh lệch 10.000 tiền. Ở phút 31, Gam giành được Baron thứ hai, tiến vào nhà chính, phá hủy nó chỉ sau vài phút để vươn lên dẫn 1-0. Ván 2, R7 chọn đội xanh, đã đổi sang đội hình cấu rìa với Jay-Zig. Gam vẫn ưu tiên lên cánh trên với cặp đôi Rumble Yon. Gam áp đảo hoàn toàn trong giai đoạn đầu khi liên tục giao tranh thẳng, tận dụng được ưu thế. Gam bắt đầu triển khai lăn cầu tuyết và gia tăng khoảng cách thành 4.000 tiền. Phút 24, Gam thắng giao tranh ở đường trên và hạ được hai người, giành được bộ lợi Baron. Tận dụng bộ lợi, Gam tiến thẳng vào đường giữa kết thúc trận đấu, giành chiến thắng 2-0. Chiến thắng của Gam khiến khán giả Việt Nam không khỏi vui mừng. Khi Liên minh Việt Nam vẫn đảm bảo có ít nhất một suất tại vòng Swiss, thậm chí với phong độ bay cao, các tuyển thủ Gam còn có thể tiến xa hơn. Ngoài ra, việc Gam nhận chiến thắng trước Rainbow Seven cũng giúp Viking một tay khi đoàn quân của Soft chỉ phải đụng độ hai đội Wildcard để giành vé vào Swiss. Đối thủ đầu tiên sẽ là đại diện của CBLOL, Pain. Tất nhiên, bản thân Viking cũng sẽ phải thi đấu tập trung hơn, nỗ lực hơn nữa so với trận ra quân gặp Mad Lions. Giấc mơ lần đầu tiên cả hai đại diện Việt Nam cùng góp mặt ở main event của một kỳ World hoàn toàn khả thi nếu xét về vị thế của các đối thủ của Viking ở thời điểm hiện tại cũng như trong quá khứ. Gam đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và khi Gam gọi, cộng đồng Việt Nam chắc chắn sẽ rất mong Viking trả lời. Trong trận đấu đầu tiên giành vé vào vòng Swiss, Mad Lions đã có được chiến thắng khó khăn 2-1 trước PSG Talent. Theo đó, đại diện của LEC là đội đầu tiên đến từ play-in tiến vào vòng Swiss. Ở ván đầu tiên, Mad Lions đã thi đấu ở đội xanh, sử dụng đội hình rất mạnh với bộ ba Cameo Renekton Zeke. Trong khi đó, PSG ưu tiên giao tranh mạnh với bộ đôi Wukong Akali. Giai đoạn đầu, PSG bất ngờ là đội dẫn trước khi Akali giành được nhiều điểm hạ gục. Sau đó, Mad tận dụng được ưu thế đội hình liên tục đẩy trụ của PSG, nhưng đại diện PCS vẫn giữ được chênh lệch. Phút 23, nỗ lực giao tranh của PSG không thành công khi đội tuyển này mất 3 người và Mad giành được Baron. Sau đó, Mad bắt đầu đẩy mạnh trụ và tăng chênh lệch thành 5.000 tiền. Phút 35, PSG thua giao tranh đường giữa. Mad tiến vào nhà chính kết thúc trận đấu để vươn lên 1-0. Sau ván 2, PSG đổ qua bên xanh, tiếp tục hướng tới tấn công mạnh với Viari. Còn Mad sử dụng bộ đôi chủ lực Syndra Ezreal. PSG tiếp tục là đội dẫn trước khi các chủ lực đều giành được điểm hạ gục. Đến giai đoạn giữa, thế trận diễn ra căng thẳng nhưng PSG vẫn có thể giữ chênh lệch. Phút 25, Mirror bị bắt. Sau đó, Alvaro cũng bị hạ và PSG giành được Baron, tận dụng bùa lợi. PSG đẩy hết dòng trụ ngoài của Mad, gia tăng khoảng cách 7.000 tiền. Phút 34, Mad thua giao tranh tại Baron. PSG tạo cú quét sạch để cân bằng tỷ số 1-1. Ván 3, Mad trở lại bên xanh, tập trung vào cánh trên với bộ đôi đường đơn Aurora Vex. PSG bất ngờ với lựa chọn Corki đường trên và Petty tiếp tục lấy Miss Fortune đường dưới. PSG là đội dẫn trước về điểm hạ gục nhưng thế trận khá cân bằng. Sau đó hai đội vẫn giằng co từng mục tiêu và chưa bên nào tạo ra được chênh lệch. Bước ngoặt chỉ đến phút 25 khi Mad bắt được Maple, sau đó giành thêm 3 điểm hạ gục để giúp đại diện LEC có được Baron. Tận dụng bùa lợi, Mad đã được hai nhà lính của PSG tiếp tục thắng giao tranh ở phút 32, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1. Cả cộng đồng đều đổ dồn sự chú ý về World 2024 khi giải đấu lớn nhất trong năm đã bắt đầu khởi tranh và đi qua loạt trận đầu tiên của vòng khởi động. Tuy nhiên, như mọi năm, tất cả các kênh phát sóng thuộc hệ thống của Riot đều sẽ phát trực tiếp các trận đấu. Tuy nhiên, mới đây, kênh chính thức của LCK trong lúc đang phát sóng loạt trận của bảng đấu thứ hai thuộc vòng khởi động thì bất ngờ bị tắt sóng khiến cho khán giả hoang mang. Theo nhiều thông tin từ cộng đồng Hàn Quốc cũng như cánh báo giới ở đây, nguyên nhân có thể đến từ việc LCK vốn tiếp sóng từ Riot đã đăng tải đoạn nhạc của bài Heavy is the Crown, bài hát chủ đề trong lúc phát sóng giải đấu. Chính vì vậy, YouTube quét và đánh dấu kênh này vi phạm bản quyền việc sở hữu bài hát. Tuy rằng chưa được xác nhận thông tin, càng khiến cho bài hát chủ đề của World 2024 một lần nữa có phần gây tranh cãi. Có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ cộng đồng liên minh ngóng chờ bài hát chủ đề của một kỳ World như năm nay, và có lẽ cũng chưa bao giờ mà khán giả lại tranh cãi gay gắt về bài hát như vậy. Bởi lẽ dù nhạc và lời rất sôi động, và nhóm nhạc được chọn lại là một trong những huyền thoại Linkin Park,
Tuy nhiên MV lại gây tranh cãi khi Rush chỉ tập trung vào việc tìm người thay thế T1, trong khi thành tích của T1 từ năm ngoái thì chỉ được đề cập có vài giây ngắn ngủi. Nếu so với những MV trước đây, gần nhất là Ghost, rõ ràng có một sự khác biệt lớn. Ghost tập trung vào Death và hành trình kỳ diệu của Dragon X, còn MV 2024 ngược lại. Ngoài ra, trong phần mô tả cũng chỉ xoay quanh việc đội nào sẽ lật đổ được T1. Ấy là còn chưa kể những khoảnh khắc Linkin Park xuất hiện trong MV tràn lan, khiến ngay cả khán giả nước ngoài cùng mỉa mai rằng bài hát này giống như một thông báo trở lại của Linkin Park hơn là một video về Liên Minh Huyền Thoại. Nếu nguyên nhân của việc mất sóng trong lúc đang phát trên kênh LCK thực sự đến từ bài hát chủ đề, có thể nói là bài hát lại tiếp tục kéo thêm sự bức xúc từ khán giả Hàn Quốc và điều khiển cho cộng đồng và nhất là các fan T1 càng tức giận, chính là cho đến hiện tại Drake vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về những hoạt động của mình đối với T1 và World năm nay. Tại World 2022 Top để thua game ở trận đấu lượt về giai đoạn vòng bảng, dù đây chỉ là trận BO1 nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến đại diện của Trung Quốc, qua đó khiến đội tuyển này bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích là 3 thắng 3 thua. Thời điểm đó, Top đã bị các fan LPL chỉ trích rất nặng trên mạng xã hội, đặc biệt khi thua đội tuyển đến từ một khu vực nhỏ như VCS. Thậm chí, nó còn là chiến thắng duy nhất của game tại vòng bảng. Từ đó, mỗi khi game để lại dấu ấn tại MSI hay World là Top lại bị các fan Trung Quốc réo tên. Điều này cũng không ngoại lệ ở năm nay sau khi game có được chiến thắng trước SHG trong trận ra quân tại Play-in. Wayward, người chơi đường trên trong đội hình Top 2022 đã bị chính các fan pressing trong buổi stream vào tối ngày 26 tháng 9. Sau đó, khi Wayward đang phân vân liệu có nên xem các trận đấu ở vòng play-in không, thì nhiều bình luận đã nhắc rằng Gam đang thi đấu. Và lần này Wayward đã chia sẻ thêm về cảm nghĩ của anh trong trận thua năm đó. Tôi cảm thấy thực sự khó chịu trước chiến thắng của Gam năm đó. Tôi không phải sợ bọn họ, nhưng mà nói chung là rất phiền. Cụ thể là chúng tôi khi thua trận, tất cả khán giả đều đồng loạt cổ vũ cho Gam. Áp lực từ đám đông là rất lớn. Tôi đã toát mồ hôi rất nhiều, cảm giác như mình sắp ngất đi và thực sự không thể đứng vững được nữa. Ở giải đấu đó, Wayward chính là tuyển thủ thi đấu dưới phong độ và nhận về nhiều sự chỉ trích nhất. Đặc biệt lượng fan đông đảo của Jackie Love đã liên tục công kích đường trên này suốt một thời gian. Thậm chí đã từng có những tin đồn Jackie Love đã chửi tay đôi với Wayward ngay tại World. Không có chuyện Jackie Love la mắng tôi đâu, anh ấy là một người rất tốt và rất ít khi chỉ trích những người đồng đội của mình. Tôi chỉ có thể nói rằng đó là lỗi của mình mà thôi và hầu như mọi người đều im lặng. Nhưng tôi đã bất cẩn để cho đối thủ bắt và dẫn đến thua trận. Thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến trận đấu đó. Các fan tiếp tục câu chuyện trên và đùa về việc Top phải bơi từ Iceland về Trung Quốc. Trong khi đó, Wayward cũng cảm thấy thoải mái hơn khi chuyện này đã quá tự nhiên rồi. Các bạn hỏi tôi khi bơi về có gặp cá heo không á? Tôi còn gặp cả chim bến cục đang xếp hàng cùng với bọn gấu Bắc Cực nữa.